đa số trẻ nhỏ đều trải qua tình ít nhất một vài lần trong quá trình phát triển đó có thể là chế độ ăn uống của trẻ thiếu khoa học hay việc sử dụng thuốc chưa được phù hợp gây nên vậy trẻ bị táo bón phải làm sao nên dùng thuốc chống táo bón cho trẻ loại nào để dễ uống và giúp cải thiện tình trạng táo bón cho trẻ Hãy cùng xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về táo bón và các thuốc chống táo bón cho trẻ hiệu quả vị ngọt dễ uống. Một tình trạng táo bón ở trẻ em. Trẻ nào dễ bị táo bón và phải dùng thuốc chống táo bón cho trẻ? Táo bón là tình trạng trẻ đi ngoài ít hơn 3 lần mỗi lần. Cụ thể hơn nếu trẻ gặp ít nhất hai trong số các triệu chứng sau thì có thể coi là trẻ bị táo bón, đi ngoài ít hơn 3 lần mỗi tuần, gặp khó khăn khi đi đại tiện, trẻ đi ngoài phân cứng, trẻ đi ngoài nhưng có cảm giác không hết, đôi khi mẹ phải dùng tay để hỗ trợ việc đi đại tiện. Tình trạng táo bón xảy ra hết sức phổ biến ở trẻ em, chiếm đến 3 đến 5% số trẻ em đến khám tại các phòng khám chuyên khoa tiêu hóa, đặc biệt táo bón thường gặp nhiều nhất ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi và thường là tình trạng táo bón chức năng táo bón chức năng không phải do các tổn thương thực thể hay sinh lý gây ra mà nguyên nhân chính là do hệ tiêu hóa của trẻ chưa ổn định chế độ ăn uống dinh dưỡng của trẻ không hợp lý và còn liên quan đến một vài yếu tố tâm lý tinh thần khác nữa làm sao nhận biết trẻ bị táo bón để dùng thuốc chống táo bón cho trẻ Cần nhận biết sớm tình trạng táo bón cho trẻ để có những giải pháp sớm và kịp thời, với trẻ dưới một tuổi thì các dấu hiệu táo bón bao gồm, không đi ngoài trong một tuần nếu trẻ bú bằng sữa mẹ. Và không đi ngoài 3 ngày một lần nếu bé bú bằng sữa công thức, trẻ thường xuyên bị căng thẳng hay quấy khóc trong mỗi lần đi tiêu, phân của trẻ khô cứng và nhỏ, với trẻ một tuổi thì các dấu hiệu táo bón của trẻ bao gồm. Đi ngoài dưới 3 lần một tuần, đau rát ở hậu môn mỗi lần đi ngoài, phân của trẻ khô, rắn. Đôi khi chứa lẫn máu và nhầy, trẻ ị xón phân làm phân có thể dính ở đáy quần, mặc dù táo bón có thể không gây nguy hiểm ngay đến tính mạng của trẻ. Tuy nhiên nếu tình trạng này sẽ dài sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nếu táo bón ở trẻ kéo dài, nó sẽ trở thành các bệnh lý nghiêm trọng. Táo bón chứng tỏ hệ tiêu hóa của trẻ suy yếu. Điều này khiến trẻ kém hấp thu dinh dưỡng, chậm tăng cân, hệ miễn dịch suy yếu từ đó trẻ dễ ốm vặt hơn và chậm phát triển vận động cũng như nhận thức ngoài ra táo bón cũng ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ do trục não ruột cũng có mối liên hệ mật thiết với nhau và khi hệ tiêu hóa khỏe thì trí não sẽ hoạt động tốt hơn hai thuốc chống táo bón cho trẻ hiệu quả vị ngọt dễ uống để điều trị táo bón cho trẻ mẹ nên cho trẻ sử dụng thuốc chống táo bón cho trẻ tuy nhiên trẻ nhỏ rất lười ăn và lười uống thuốc vì thế mẹ nên chọn các loại thuốc chống táo bón cho trẻ có hương vị ngọt, thơm ngon cho trẻ cảm thấy hứng thú và dễ uống. Insertac là thuốc chống táo bón cho trẻ được ưa chuộng nhất hiện nay. Và được nhiều mẹ lựa chọn cho con trong các trường hợp bé bị táo bón. Không chỉ bởi vì tác dụng mà nó mang lại, mà còn bởi vì hương liệu thơm ngon, vị uống dễ uống cho trẻ thích thú. Thành phần của Insertac trong điều trị táo bón cho trẻ. Chất sơ hòa tan có nguồn gốc từ thực vật, là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi phát triển khỏe mạnh ngoài ra chất sơ hòa tan có tác dụng như là chất hỗ trợ hệ tiêu hóa giúp tăng kích thước cho phân giúp phân dễ dàng đào thải ra bên ngoài cơ thể cải thiện nhanh tình trạng táo bón cho trẻ fos chất sơ hòa tan phổ biến và hay được sử dụng nhất hiện nay fiber gum chất sơ này có tác dụng làm giảm ps trong ruột và tăng sự hòa tan của các khoáng chất khác để bổ sung cho cơ thể đây là một chất xơ có thể kết hợp với probiotics cho tác dụng trợ sinh mạnh, điều hoàn chức năng của ruột, mủ trôm, dịch chiết xuất mủ trôm có hàm lượng chất xơ cao. Có khả năng trương nở lên trong nước và dính kết các cặn bã độc hại tại ruột già. Và giúp nó nhanh tăng nhu động ruột đẩy ra ngoài cơ thể, galactofructose, chất xơ có vị ngọt vừa có tác dụng có lợi với hệ tiêu hóa, vừa dễ uống cho trẻ. Các bào tử lợi khuẩn cho đường tiêu hóa các bào tử Bacillus có tác dụng giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và ức chế các vi khuẩn có hại phát triển. Từ đó giúp ngăn ngừa các rối loạn về đường tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, đặc biệt các lợi khuẩn này được bào chế dưới dạng bào tử. Nên nó có khả năng chịu được trong các điều kiện khắc nghiệt như môi trường axit dạ dày. Bên cạnh đó hai bào từ lợi khuẩn Bacillus clausi và Bacillus coagulans có khả năng sản xuất axit lactic và các loại enzyme tiêu hóa cho cơ thể. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa đồng thời tạo pH thích hợp để ngăn ngừa táo bón. Các vitamin khác. Vitamin B đóng vai trò quan trọng trong trong các hoạt động của các enzyme và quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nó giúp tạo ra năng lượng để tham các hoạt động cần thiết của cơ thể, đặc biệt vitamin B1 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kích thích sự thèm ăn của trẻ. Từ đó giúp trẻ tăng sức ăn và tăng cân nhanh chóng, tôn tác dụng nhuận tràng. Soxbiton là chất nhuận tràng thẩm thấu giúp kéo nước vào lòng ruột để làm mềm phân và tăng kích thước cho phân. Từ đó giúp phân dễ đào thải ra bên ngoài hơn, mà khác Soxbiton có vị ngọt nên trẻ em rất thích uống. Ưu điểm của thuốc chống táo bón cho trẻ Instartgo. Có sự kết hợp của hai cơ chế điều trị chống táo là là chất xơ tạo khối và thẩm thấu. Đặc biệt sử dụng các loại chất xơ có nguồn gốc từ thiên nhiên như kể trên có thể an toàn và được sử dụng lâu dài ở trẻ em. Sự có mặt của đa bào tử lợi khuẩn có những tác dụng vượt trội trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bổ sung vitamin thiết yếu để hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đặc biệt với sự có mặt của chất sơ hòa tan fibergam của tập đồng Nesira số 1 tại châu Mỹ và châu Âu là sản phẩm thông tắc điều trị táo bón tự nhiên an toàn. Và có thể sử dụng lâu dài, công nghệ sản xuất đạt chuẩn tiêu chuẩn của WHO, đây là lựa chọn hàng đầu của các bác sĩ và dược sĩ trong điều trị táo bón cho trẻ. Thuốc chống táo bón cho trẻ Insertac Gold đã có mặt trên thị trường 10 năm nay và được mọi người tin tưởng sử dụng. Và cũng mang lại những phản hồi tích cực. 3. Sự kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học với thuốc chống táo bón cho trẻ. Để trẻ có thể phòng tránh hay hồi phục nhanh tình trạng táo bón. Bên cạnh việc sử dụng các thuốc chống táo bón cho trẻ. Mẹ nên xây dựng cho trẻ một chế độ dinh dưỡng hợp lý, như bổ sung nhiều chất sơ từ các loại rau xanh trái cây cho trẻ cho trẻ uống đủ lượng nước mỗi ngày đổi sữa cho trẻ khi trẻ uống sữa bị mắc triệu chứng táo bón do sữa không phù hợp với trẻ tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh đúng không được nhịn đi đại tiện tăng cường chế độ vận động luyện tập thể thao cho hệ tiêu hóa của bé được khỏe mạnh và tăng cường hoạt động cho hệ tiêu hóa dinh dưỡng những gì trẻ ăn hay vận động tác dụng trực tiếp đến hệ tiêu hóa của trẻ nếu trẻ ăn uống lành mạnh vận động hợp lý thì hệ tiêu hóa của trẻ sẽ hoạt động dễ dàng ngược lại nếu trẻ ăn các thức ăn khó tiêu gây ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa khiến trẻ dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như táo bón. Để bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh cha mẹ cần có những biện pháp chăm sóc bảo vệ trẻ đúng cách nhé. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc lê minh tuấn tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích